Ok, hello anh em nha. Thì mình gọi là Trường Mát Ai đây. Thì hôm nay mình với Thông mới đi chợ xong thì mua một ít đồ lặt vặt để gắn vô xe. Mình đi là gần tới Long An, anh em cũng vô cây đài. Nói chung là đi gần tới Long An, còn 7 cây nữa tới công Long An để mua đồ gắn ở chiếc rim này. Mua cái con này là bên Quốc Thắng, giá 150. Bây giờ mình sẽ tắt máy đi lên quay, lên bóc những món đồ mình không mua nha mọi người. Mình chưa kể anh em nữa thì chiếc rim này mới gắn vô cái phục đai hàng rép đúng không anh Long? Cái phục đai hàng rép đúng không? Với lại cái cổ vô của anh Trần Bằng có tem luôn nè. Bây giờ sẽ tập hợp lên không? Này là bình cô xô họng 30 họng 30 nha anh em. Cái này chỉ là một con số lẻ thôi, một con số nhỏ xíu thôi này. Cái này mới là cục tiền nè. Hay nát nhưng mà bên trong không có nát. Thì cái này là mình từ anh em FCR họng 37 Subco mua của bên anh Phúc Nguyễn á. Này anh em, cái này như tem kiểm định đúng không ta? Tặng cái tem không mà. Hình như là mua bên anh Phúc Biển là được bao chạy bao ăn luôn đúng không? Hư là có vấn đề gì là cái đồ đổi mới hay sao? Có vấn đề gì thì ảnh chịu. Ảnh chịu. Mà anh em chơi mua xong rồi mà chán, anh Phúc dẫn xe thu lại cho anh em luôn. Mua về là bao chơi. Bao chơi ví dụ có lỗi trục trặc gì ảnh sẽ ấy lại. Anh sẽ thâu lại hoặc là hoàn tiền lại cho anh em, chứ không có cãi lộn trừ. Thì mình tiết lộ với anh em là cái bình này là như 1 ít đúng không? Nó sát với 2 ít. Nó gần gần 2 ít anh em. Còn cái bình này thì bình này là một không, cái này là 1 ít nè. Cái này 1 ít, này 1 ít. Còn cái này thì 1 ít không, 1 0 ít ở đâu nhiêu? 1 ít gần 20 ít. Đó anh em, mình giúp cô. Cái loa này là hơi cũ nha anh em, lát mình rửa lại mới rồi. Còn lại là đây, anh em nhìn vô chỗ này nè. Đó, 3 cái gạch, thấy không em? Thấy rồi. Đó, cháy ga mà có 3 gạch là anh em hiểu không? Đây, tem nè. Không thì, có xuất miếng nào nha. Mấy cái tem này mấy cái thương hiệu này gắn cái tem này vô là tăng thêm 5 chai nữa. Quá đẹp luôn. Quá đẹp. Bình Subco lập hợp hình như là Việt Nam mình cái bình này có 102 gần, mình không biết nhưng mà mình nghe nói là hàng này là hàng hiếm á anh em. Đập luôn này, coi bên trong có gì nha anh em. Nay là mình chuyển hàng camera men luôn rồi nha. Tại vì đồ này của chủ xe nên là mình chỉ quay phụ thôi. Đây, đầu tiên là có một con tem. Đây con tem cho em dán chiếc rim đi. Tem nè. Rồi ở dưới nè, đó ổng. Dây xăng. Rồi co. Đó đồ cô xô nha anh em. Đây, giờ cái nhân vật chính. Đó. Ok anh em. Là kèn nhìn y chang FC ha. Cũng bằng mũ nha anh em. Đó. Đây. 30.
Đập hộp thì không có gì để nói rồi. Đập hộp chỉ coi cho anh em coi là cái hình nó đẹp tới nào. Còn cái này là của người anh nha anh em. Người anh đó bán bình xăng đó, thì xe cái này là tháo trên xe ảnh xuống, thì ảnh mới vừa đập hộp trước dịch nè anh em. Xong rồi ảnh tháo ra ảnh bán, ảnh để lại cho mình nha anh em, để lại cho mình. Cho nên là bình này là vừa mới đập hộp đó anh em. Nói chung là bình giờ kiếm bình đập hộp cũng khó đúng không anh không? Đúng rồi. Nói chung là nếu có thể gọi được là gọi 102 á anh em. Tại Việt Nam này giờ thì có, nếu mà 37 á thì có, giờ có 37 mà dạng như là hàng xài rồi đúng không, mà chưa gọi là đập hộp tại Việt Nam. Đập hộp thì nó cũng có nha anh em, nhưng mà giá nó rất là chát nha anh em. Như cái này ông đập hộp là 19 chai nha anh em, là tính luôn cái lo xanh rồi đó, 19 chai nha anh em, chứ không có nhẹ đâu nha. Mà giờ nói chung anh em thì ủng hộ anh nhiều thì anh để lại cho mình với giá hữu nghị nha anh em, đổi với bù. Thì nếu anh em là có mua bình xăng á thì mình sẽ để cái info ảnh bên đây. Đây nè anh em, bên đây nè, tại xíu mình sẽ dán vô bên đây nè. Anh em nào có mua bình xăng FCR hay gì đó, hay là mua vỏ, mua cái bình xăng hay vỏ gì đó, hoặc là bán là bình xăng cho ảnh á, thì anh em cứ liên hệ ảnh, ảnh nhận thu mua lại nha anh em. Ảnh không mua bình giá trị nha anh em, chứ không có chơi mấy cái dạng bình phách hay ấy nha anh em. Đó, nhưng đây mình sáng mình đi chợ là gần 21 chai á anh em. Đi là rớt tiền tươi luôn anh em, alo là đi liền. Gần 21 chai. À vậy thôi. Vậy thôi mình tạm biệt anh em nha. Thì nếu mà chiếc rim này gắn bình Supco FCR37 lên á thì mình sẽ quay sơ sơ cho anh em coi, còn giờ thì không có gì để nói nữa. Thì anh em đón chờ chắc cỡ 1 tháng nữa, là chắc cỡ cuối tháng 2 á, mình làm xong chiếc rim 54 của mình á, thì mình sẽ quay cho anh em coi và sẽ có một chuyến đi tour từ đây xuống Vũng Tàu. Có thể là có anh không có đi đâu không? Nếu mà tại vì Giang dự định là sẽ đi 4 chiếc. Nếu mà anh không có đi nữa là 4 chiếc, anh em chắc cũng rất vui thôi. Đi chung cho vui, chứ xe mình chạy ra đâu mà chạy. Vậy thôi nha, bye bye anh em, chúc anh em ngày tốt lành.